Chùa Nến Bà Nà nằm trong quần thể du lịch sinh thái Bà Nà Suối Mơ. Đến đây du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của điểm du lịch có độ cao hơn 1.500m so với mặt nước biển. Với góc nhìn từ trên đỉnh núi Bà Nà, du khách có thể nhìn thấy xung quanh nhộn nhịp của toàn thành phố Đà Nẵng cũng như đường bờ biển xinh đẹp quanh thành phố. Chùa Nướng Bà Nà được xem là chỗ linh thiêng bậc nhất, là nơi mọi người có thể đến và cầu nguyện trong cuộc sống yên bình hạnh phúc. Chùa Nướng Bà Nà tọa lạc trên vị thế vô cùng đắc địa, đó chính là sườn núi với độ cao 1.500m so với mực nước biển. Từ đây bạn có thể ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên rộng lớn bao la, một nét đẹp hài hòa như tranh vẽ với sự kết hợp của núi đồi, thiên nhiên, khí trời. Chính vì vậy khi du khách đến đây đều cảm thấy thư thái và yên bình. Chùa Nướng Bà Nà nằm chót vót trên núi cao của địa danh du lịch nghỉ mát Sapa của miền Trung, Bà Nà, núi Chúa. Được Thượng tọa Thích Thiện Nguyện trụ trì chùa Nến Ấn Ngũ Hành Sơn tổ chức trọng thể lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng chùa vào ngày 21 tháng 9 năm 1999. Được khánh thành vào ngày 6 tháng 3 năm 2004 nhằm ngày 16 tháng 2 năm Giáp Thân âm lịch. Chùa được khánh thành vào đầu năm 2004 nhưng phải đến năm 2017 mới chính thức được hoàn thiện. Được xây dựng theo trường phái Bắc Tông, chính vì vậy du khách đến đây có thể dễ nhận ra công trình này có thiết kế tương tự so với chùa Tam Thai. Thank you.
Thank you.